Trong kinh doanh online thì anh em sợ nhất cái điều gì? Và đây là một cái bài viết mình đã đăng trên fanpage của mình và mình nhận được một số các cái câu trả lời vừa qua của anh em. Và mình thấy một cái câu trả lời, có hai câu trả lời rất là hay, đó chính là sợ nhất không có khách hàng. Vậy video hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em để làm thế nào để chúng ta biết được cách có khách hàng. Thì để chúng ta kinh doanh và có khách hàng, đúng không ạ? Thì đầu tiên, cái điều số 1 anh em sẽ cần phải làm gì ạ? Điều số 1 anh em sẽ cần phải xác định được đâu là khách hàng của anh em. Sau khi xác định được đâu là khách hàng của anh em rồi thì cái số 2 thì anh em sẽ làm gì ạ? Làm cách nào để tiếp cận được khách hàng? Làm những cách nào để tiếp cận được khách hàng? Và cái số 3 đó là gì? Đó là làm thế nào để cái số lượng khách hàng tiếp cận được ấy, họ mua hàng của mình, khiến họ mua hàng. Thì đối với cái số 1 đó là xác định khách hàng, thì đối tượng xác định khách hàng đây là một điều vô cùng quan trọng. Hầu hết những bạn mới hoặc là những cái người mà thiếu kinh nghiệm, thiếu kiến thức thì các bạn sẽ bán hàng một cách tràn lan, và các bạn thường trả lời câu hỏi là khách hàng của mình là ai bằng cái câu trả lời đó là gì, là tất cả mọi người. Ví dụ bán quần áo thời trang thì trả lời là tôi bán, ví dụ nha, quần áo nữ chẳng hạn, thì tôi bán quần áo thời trang nữ dành cho tất cả phụ nữ của Việt Nam đấy. Ví dụ trả lời một cái câu trả lời như vậy, khách hàng của bạn là ai, thì chúng ta thường trả lời câu như vậy. Thì theo các bạn có đang trả lời câu hỏi khách hàng của các bạn là ai theo cách như vậy không? Nếu như các bạn trả lời một cái câu trả lời như vậy thì xin chúc mừng các bạn. Thì các bạn đã xác định sẵn là chỉ trong vòng 3 tháng, 6 tháng hoặc thậm chí là một tháng thì cái công việc kinh doanh của bạn sẽ bị sụp đổ, sẽ thất bại, sẽ mang một đống nợ. Thì cái việc xác định khách hàng là một điều vô cùng quan trọng. Đầu tiên, chúng ta phải xác định rõ chúng ta bán cho đối tượng nào. Ở đây chúng ta không bao giờ có đủ nguồn lực để bán cho tất cả mọi người. Mọi người chú ý, chúng ta không bao giờ có đủ nguồn lực để bán cho tất cả mọi người. Chúng ta chỉ có thể nguồn lực bán cho một cái thị trường ngách nhỏ. Các bạn hình dung ạ, bán cho một thị trường ngách nhỏ mà thôi. Mình lấy ví dụ câu chuyện cái sản phẩm đó là bán thời trang nữ đi, bán quần áo nữ. Thì thời trang nữ ở đây nó chia ra, thứ nhất thời trang nữ cho sinh viên, thứ hai thời trang nữ cho người đi làm từ 25 cho đến khoảng 33 gì đấy. Đó, thời trang nữ cho cái người trung niên từ 35 tuổi cho đến khoảng 50 tuổi, 45 tuổi, và thời trang nữ cho người già là từ 45 tuổi trở lên. Đấy, mình lấy một cái ví dụ như vậy để các bạn hình dung cái sản phẩm của các bạn đang bán nó chỉ phục vụ được một đối tượng mà thôi, không có một cái áo nào có thể mặc cho từ đứa trẻ đến người đến đứa trẻ đi học, đến người học đại học, đến người đi làm, đến người lập gia đình, đến người già, đến người trung niên, không có một sản phẩm nào có thể làm được điều đó cả. Vậy nên các bạn phải xác định cho mình biết là mình đánh vào thị trường thời trang nữ thì cái ngách của mình đánh là cái gì. Thời trang cho sinh viên giá rẻ, thời trang cho sinh viên giá cao, thời trang cho người đi làm, thời trang cho người có gia đình với giá cao, thời trang trung niên, thời trang người già. Bạn phải xác định cái rõ ràng như vậy. Thì khi xác định như vậy rồi thì thông thường nó sẽ đi kèm với độ tuổi. Thời trang sinh viên độ tuổi thì trung bình nó sẽ kéo dài từ khoảng 17 cho đến khoảng 22, 23 gì đấy. Thời trang cho người đi làm thì nó bắt đầu từ 23 tuổi cho đến khoảng tầm 34. 34, 30 đến 34. Đấy, thì tới tầm từ 30 đến 34 là cái đoạn giao giữa hai cái đối tượng là chưa có gia đình và có gia đình. Thì cái đoạn này nó cũng xem nhau, không có gì khác biệt. Và cái đoạn thời trang là từ 35 tuổi trở lên cho đến khoảng 45 tuổi. Đó, và cái cuối cùng là thời trang cho những người có tuổi rồi, người ta ăn mặc một cách nhã nhặn, một cách lịch sự thì là trên 45 tuổi. Đó, thì các bạn xác định rõ thì phải xác định được khách hàng của mình là ai bằng cách đơn giản thôi, xác định xem độ tuổi của họ. Cái thứ hai để xác định khách hàng đó là gì ạ? Là xác định xem là chúng ta sẽ phục vụ, sẽ bán sản phẩm này ở thị trường nào? Thị trường thành phố, thị trường các tỉnh, thị trường các tuyến huyện, thị trường các tuyến xã, hay là các chợ ở quê. Đó, thì đấy cũng là một dạng hình dung nhỉ? Đấy cũng là xác định rõ thị trường. Mình lấy ví dụ, tôi bán cho sinh viên, nhưng chỉ bán cho sinh viên ở 5 tỉnh, 5 thành phố lớn nhất ở Việt Nam. Ví dụ bán cho sinh viên ở Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, được chưa?
Đó thì đấy là ba cái nơi đông sinh viên nhất. Cái thứ tư có thể bán ở Hải Phòng, có thể bán thêm ở Bình Dương, anh em mình dùng nhỉ. Đấy là các thành phố, các tỉnh thì rõ ràng. Thì khi các bạn làm cái đối tượng thị trường nó nhỏ như vậy ấy, thì cái nguồn lực của các bạn được tập trung là thứ nhất, cái thứ hai là cạnh tranh nó ít đi là thứ hai, và cái số 3 đó là gì, các bạn có thể bán giá cao hơn người khác. Bạn hình dung ạ, các bạn có thể bán giá cao hơn người khác nha. Thì đấy là việc xác định đối tượng khách hàng, điều này rất quan trọng. Các bạn chú ý rằng cái việc xác định khách hàng này nó còn liên quan đến chính cái người bán. Các bạn thuộc vào độ tuổi nào? 18 đến 24 hay 25 đến 34, 35 đến 44 hay là 45 tuổi trở lên? Thì thông thường các bạn đang ở cái khoảng độ tuổi nào thì đối tượng khách hàng của các bạn mà các bạn dễ tiếp cận nhất thì nó nằm ở đối tượng đấy. Bởi vì sao? Bởi vì các bạn có kinh nghiệm, có trải nghiệm, có cái cùng cái mindset, có cùng cái hành vi đối với đối tượng khách hàng ở tầm tuổi đấy. Còn những cái bạn, ví dụ các bạn ở tuổi trẻ dưới 18, từ 18 đến 24 chẳng hạn, mà các bạn muốn bán hàng cao cấp cho đối tượng người lớn tuổi chẳng hơn các bạn, ví dụ như là độ tuổi từ 18 hay 24, các bạn muốn bán hàng cho độ tuổi từ khoảng 30 cho đến khoảng 45 chẳng hạn, thì cái việc bán hàng này nó sẽ tốn của các bạn rất nhiều nỗ lực. Các bạn sẽ cần phải đầu tư rất nhiều nỗ lực vào việc là tìm hiểu và nghiên cứu cái chân dung và cái hành vi sở thích của khách hàng ở độ tuổi này, được chưa? Cái thứ hai là làm thế nào để chúng ta có thể tiếp cận được những đối tượng khách hàng này. Sau khi các bạn đã xác định được rõ chân dung khách hàng của mình rồi thì tiếp cận khách hàng bằng cách nào? Thì các bạn sẽ tiếp cận khách hàng ở trên online thông qua các kênh, ở đây được gọi là chiến lược đa kênh. Thì những đối tượng khách hàng của bạn ấy, lấy quay trở lại cái ví dụ là sinh viên ở các thành phố lớn như vậy, thì họ lên online thì họ xuất hiện ở những nền tảng nào, thì những nền tảng mà sinh viên họ xuất hiện thì cái số 1 nha, cái số 1 nó là Facebook, cái số 2 nó là TikTok, cái số 3 nó là Shopee, cái số 4 đó là Zalo, cái số 5 đó là Instagram, đó cái số 6 đó là Tiki hoặc Lazada đấy. Thì đấy là những cái trang, cái kênh mà chúng ta sẽ phải xuất hiện ở đó, sẽ phải xuất hiện ở đấy để tiếp cận được khách hàng của chúng ta. Và khi tiếp cận được khách hàng rồi thì chiến lược nào để giúp cho chúng ta tiếp cận được nhiều khách hàng, thì khi các bạn đã rõ được các cái kênh rồi thì có hai cái thứ để giúp cho các bạn tiếp cận được khách hàng nhanh nhất, rẻ nhất. Cái số 1 đó là video short, các bạn chú ý nha, video short. Cái số 2 đó là gì ạ? Đó là live stream. Đó, đó là hai cái chiến lược mà các bạn sẽ cần phải dùng. Và cái số 3 nữa đó là có thể là video dài. Thì các bạn sử dụng hoàn toàn hầu hết 100% ở đây đó là video để tiếp cận cái đối tượng khách hàng này. Bởi vì họ là những người trẻ cho nên họ sẽ ưu tiên video short. Họ là những người trẻ cho nên là họ có thể thích mua hàng trực tuyến ngay lập tức và được phản hồi ngay lập tức. Thì livestream đó là một cái điều vô cùng quan trọng. Rồi, thì điều gì khiến cho họ mua hàng? Thì các bạn sẽ cần phải hiểu được là cái nhu cầu của họ ở thời điểm hiện tại là cái gì. Thì nhu cầu ở đây không phải là nhu cầu cái về sản phẩm dịch vụ của bạn đâu. Nhu cầu ở đây là 6 nhu cầu của con người, gồm có nhu cầu số 1 là nhu cầu sống, ăn uống ngủ nghỉ, những nhu cầu liên quan đến sinh lý, được chưa? Cái nhu cầu số 2 là nhu cầu về tiền bạc, tức là khi họ mua sản phẩm đấy họ tiết kiệm được bao nhiêu món tiền, họ kiếm thêm bao nhiêu món tiền, thì đấy là nhu cầu về tiền bạc. Cái thứ ba là nhu cầu về mối quan hệ yêu thương kết nối. Thì khi mặc những cái bộ sản phẩm như vậy vào trên con người họ thì họ sẽ tự tin, họ sẽ kết nối được với những ai, họ sẽ làm được những việc gì thông qua cái con người. Và cái số 4 đó là nhu cầu về danh vọng, nhu cầu về danh vọng. Cái số 5 là nhu cầu về phát triển. Cái số 6 là nhu cầu về cống hiến. Các bạn có thể tìm hiểu rõ hơn 6 nhu cầu này thì các bạn có thể gõ cái từ khóa là 6 nhu cầu của con người, thì các bạn sẽ hiểu rõ hơn về cái 6 nhu cầu này. Từ đấy các bạn sẽ đưa ra được những cái lợi ích, các bạn chú ý nhé, đưa ra được những cái lợi ích của sản phẩm để giúp cho khách hàng giải quyết được cái nhu cầu của họ, từ đấy khiến cho họ mua hàng. Mình lấy ví dụ cái bán quần áo thời trang cho đối tượng sinh viên ấy, thì vải thun lạnh này, co giãn 4 chiều này, thấm ướt thấm hút mồ hôi tốt này, mặc mát mẻ này, đúng nhỉ? Thì cái việc co giãn 4 chiều này, thun lạnh này, thấm hút mồ hôi tốt, đấy là những cái tính năng của sản phẩm của các bạn. Còn cái lợi ích nhận được là gì? Thoáng mát. Cái thứ hai là mặc vào thì form dáng đẹp, tôn dáng, tạo ra sự tự tin. Cái tiếp theo nữa là có thể là mặc vào không bị hôi nách. Hình dung nhỉ, không bị bí bách cho nên là nó không bị hôi nách. Đó, đấy là những cái lợi ích mà họ nhận được. Thì chúng ta sẽ làm những cái
thông điệp, làm những cái video truyền tải những thông điệp đấy thông qua video ngắn, thông qua video dài, thông qua live stream, chúng ta đăng lên các kênh Facebook, TikTok, Shopee, Lazada, Tiki, được chưa nhỉ? Và hướng tới cái đối tượng đấy bằng cách là đăng lên các cái trang truyền thông, hoặc chúng ta có thể sử dụng thêm đó là sử dụng quảng cáo để tiếp cận đối tượng khách hàng đấy một cách nhanh hơn và tốt hơn. Ok, thì trên đây là hướng dẫn để giúp cho các bạn có được khách hàng khi kinh doanh online, để giải quyết cái câu hỏi là kinh doanh online thì các bạn sợ vấn đề gì nhất. Hy vọng rằng cái hướng dẫn này sẽ giúp cho các bạn có những cái keyword để các bạn tìm được ra khách hàng của mình. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video chia sẻ tiếp theo. Bye bye.